DJ Cham rap bảo ôm sẽ làm bữa đón mới. Công nặng kế ấy nên là sao phải xây riêng riêng still tối đột kế nó rấy. Bà sân bàn bóng mong là sát thỏng bấy. Mình ai phải xây nè bro đẹp lãnh nè. Ngã làm kỹ ghê thương lại nè. Clip rồi, quay trời nó chạy quanh đi sao bắt. Dạ dạ thấy rồi, bắt đầu đưa, sắp đưa rồi. Ghê. Ôi. Thôi, được kêu. Hấp dẫn của anh
Trời, bác định leo thiệt hả bác? Thiệt chứ. Nếu bác định thì chắc để con leo cho. Thôi để con leo cho. Thôi, leo được đâu. Nó có cái đồn, có cái thang mà. Nhưng mà nó xuống hầm cái cha cái không biết gì đâu nghe. Đâu hầm cái cha đâu chỉ coi. Ở kia là cái con kia tự bình tĩnh. Lấy mấy bà đó ôm lại chứ ớt chịu ôm lại tụi thôi. Đi về con đủ rồi. Đói con vậy là đủ rồi. Được, anh sao được? Không. Anh cao. Thì không tới, trời ơi. Đây là gia chủ, ta nói từ từ bình tĩnh. Từ từ bình tĩnh không được manh động. Manh động quá. Cái manh động mà rớt xuống hạ. Cũng nó leo nữa à. Con hả, con leo không nổi đâu. Còn nhỏ lớn chưa leo cây dừa bây giờ. Đáng nổi đâu, phải rồi. Leo lên chắc xuống được thôi chứ. Cái người leo được ở trên nè. Cái người leo được ở trên đó nè. Mày qua thang cũng lạnh vậy. Có khán giả rồi coi. Có cô Vũ nè. Có khán giả coi đó. Đây. đâu anh làm lại cho em quay về cho má anh coi. Thôi qua mày mở cái thang con lặn ra lên nhá. Để con máu này cho nó băng đá rồi quay chân đây khúc ra đó, đừng quay chân mà nó thôi bỏ đi, thôi bỏ qua thì về làm kỹ sở. Anh tới đó xong em về nhà em lại cũng gắn lên trên lại. Gắn lên trên đi. Leo xíu đỏ tay hết rồi. Thì có leo thử không? Rồi tạm dừng. Ở này sợ rớt xuống anh xong rồi cái này á, cái mình á. Nghĩ không tới đủ. Chuyện gì đâu không à. Nghĩ tới chuyện gì đâu. Có chuyên gia tới xử lý rồi. Chuyên nghiệp quá, chuyên nghiệp. Không có lắp máy thôi, anh. Thôi, em với ba với anh. Thôi, chịu hết không biết luôn, vui. Thôi, chịu vui. Thôi, gì lấy cầm chơi rồi. À, có cái thang này mà không biết khóa máy hả? Đây, an toàn hả? Nhưng chạy chút xíu này chạy cái mà muốn hành cái sửa cái cục điện ngoài. Bây giờ giả bộ lấy cái thang là vừa ngã leo lên phía trên nữa. Bây giờ là còn nước không ta? Đây đây. Đây đây em chụp cho. Đây. Hay quá. Nè cầm đi lên chụp cho, cầm. Cái tiếng nước không? Ủa dừa nó khô hay rụng chứ ta? Nó không rụng. Trái nó không mà. Dịch cái đó xuống luôn nhỉ. Dịch nguyên cái hoài đó mình cứ để nó. Cái sao nhìn máy có ông ngoại sao? Nhìn máy có uống sao giống máy của bà ngoại. Mà chỉ khác là ở ngoài đây là dưỡi vàng hết trơn ha. À, cái loại màu vàng hả? À? Ừ. À, chụp kìa. Đây. Không có nước hả? Ta. Cái này em gì tìm kỹ được hiền. Đây là bàn thờ á. Ai thờ chơi cúng này quá. Chân kiển. Chân kiển thôi chứ để bàn thờ không có nước cúng cái đó là không cho lọc đâu.
Đây. Cái dừa này đẹp hả? À, con chặt cái vậy không nó bỏ luôn. Quay lại với mình. Giúp lưu lại khoảnh khắc đẹp. Thấy gõ anh Nhã luôn á. 10 năm sau anh Nhã coi lại clip này thấy cái dừa.